Ngày 22 tháng 11 năm 2023, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo Canada, cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ. Chương trình là dịp để các doanh nghiệp của Việt Nam cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường, xu hướng tiêu dùng, cũng như các chính sách ưu đãi xuất khẩu và các biện pháp phòng vệ thương mại của Canada. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Canada 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,214 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Việt Nam xuất siêu sang Canada là 5,448 tỷ đô la Mỹ. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố và Canada năm 2022 ước đạt 632,829 triệu đô la Mỹ. Hiện các mặt hàng xuất khẩu chính sang Canada của Việt Nam gồm điện thoại di động, máy tính, dệt may, giày dép, đồ nội thất, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa, cao su. Mặt hàng Canada xuất khẩu chính sang Việt Nam gồm ngũ cốc, thủy sản, than hóa chất, thiết bị y tế, các sản phẩm về thịt, phân bón, hải sản, đồ gỗ, đậu nành, nhiên liệu khoáng.